Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn nguồn ATX, nguồn máy vi tính để nạp cho bình ắc quy 200A. Vâng, đây là bình 200A 12V. Và nguồn này chỉ nạp cho được một bình ắc quy lấy ra từ nguồn ATX. Xem nào, có bóng hút chủ không nào. Đấy, nó đang lăn tăn nhỉ. Nó đang lăn tăn đây. Bạn có thể thấy dung dịch nước trong axit trong mình đang rung động. Đâu để mình kiểm quẹt điện xem có té nửa không nhá. Nói chung không được mạnh cho lắm. Giờ mình thử đo dòng tại cái nguồn của mình này. Nguồn nó không được chất lượng cao lắm, nhưng còn Trung Quốc không biết thế nào. Còn đây cái đồng hồ ampe, đồng hồ ampe của mình đã hỏng, đây mình chỉ chỉnh sửa lại để cho nó hiển thị nên cho nó gọi là biết thôi. Đồng hồ đã lên. Đây là nha, quẹt nè. Rồi. Cái tính ra tầm nó tầm sơ xỉ khoảng 2A. Đấy nha. Nhả ra nè. Phóng vào nè. Còn đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái bóng đèn của xe máy. Đèn xe máy cái loại này là 12V, 25/25W. Giờ mình chỉ đấu một sợi thôi, còn một sợi sẽ không sử dụng đến, xem nó dòng nó tầm cỡ bao nhiêu nhá. Đấy. Một sợi đen thì không dùng này. Hai sợi xanh mình sẽ dùng nhá, thử đấu xem bên này bình ắc quy này xem nó được bao nhiêu ampe. Vâng, đợi bố một tí. Điện thoại của bố mà. Rồi, xong rồi. Giờ mình sẽ đấu bóng, đấu một sợi nha. Bóng chỉ đấu một sợi đốt thôi. Xem đồng hồ lên bao nhiêu ampe nào. Vâng, bóng đã sáng. Nó tất cũng sấp xỉ khoảng 2A. Tức là dòng vào của bộ sạc còn lớn hơn dòng chạy qua cái bóng điện này. Rồi. Nóng quá. Rồi. Ok. Rồi nhá, đây là một bóng một sợi thôi nhá. Không phải hai sợi đâu. Đây, giờ mình sẽ cắm sạc lại. Đấy, còn chi tiết bộ nguồn tháo ra mình sẽ giới thiệu ở các bạn ở phần 2. Rồi, xin chào các bạn nha.